Vô. Ok, xin chào mọi người. Thì như mọi người thấy chúng ta đang có một con Arlecchino Bạch Anh của bà bạn chơi server Mỹ ha. Thì bạn ấy gửi ạc cho mình muốn mình cày hết 50 nhựa để mà nâng cấp con Arlecchino của bạn ấy lên ha. Giờ chúng ta cùng coi con Arlecchino như thế nào để coi như trước ha. Ok. Thì bộ 4 mảnh hài hòa bất thường thì chắc chắn rồi, và chúng ta đang có cũng không tới đổi tệ, một Arlecchino không tới đổi tệ, nhưng mà như mọi người có thể thấy có rất nhiều điểm có thể cải thiện ha. Đó. Rất nhiều điểm có thể cải thiện. Cho nên là để coi từng thánh di vật nào, để coi từng thánh di vật coi như thế nào. Có thể cải thiện nè. Cái này thì cũng tạm ổn, hay có thể tạm ổn đi. Ê, tính là cái này onset nó lại ổn nhất trong đám tính thế hiện tại này. Ê, cái đồng hồ thường là cái mà mọi người sẽ khó kiếm, nhưng mà cái này nó lại là cái ổn nhất, cũng vui nha. Cái này chắc chắn nếu mà cái này đổi thành tỷ lệ bạo thì nó nhiều khi hợp lý hơn á, nhưng mà ok. Cái này chắc chắn cũng nâng cấp được ha. Ok, hy vọng là trong 3.000 nhựa, cụ thể là 3.340 nhựa thì hy vọng là chúng ta sẽ có đồ nâng cấp cho con Arlecchino này. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Let's go. Lần đầu tiên là chúng ta có một cái lồng. Ok, như là vua tức là giữ được luôn này, hợp lý, cũng được. Ok, một cái ly và một cái nón size set này. Ok, và nó size dòng chính luôn. Size set nữa rồi, vậy. Không. Được này, giữ được, ok, cũng giữ được. Ok, giữ được nhưng mà mình sẽ không nâng nhé. Ok, thì có cái mạnh hơn rồi cho nên là sẽ không giữ. Ok, thì lần vừa rồi chúng ta có hai món. Ok, được một cái ly hỏa, nó một crit không tăng. Một cái ly nữa à. Sát thương nguyên tố phong à. Cái lông. Ok, cái này giữ được luôn nè, hợp lý. Sao hái tinh thông mà hay vậy. Đây, sai xét rồi nha mọi người. Hai hoa. Cũng được nè, hợp lý. Ok. Làm cái ho luôn. Cái này ho thiệt nha, chứ không phải ho giả nữa. Một cái hoa nữa. Cái này cũng giữ được, mặc dù dòng phụ nó hơi tệ ha. Ok, ba đồ này. Ê, nãy giờ tính ra cái đồ ra của set này nó toàn có một dòng crit không ha, cũng được. Mới nói xong cái nó không có dòng crit. Mới nói xong cái nó hết crit luôn. Hay. Ok. Có crit đấy nhưng mà không đúng dòng chính thôi. Ok, rồi. Chúng ta cũng được một vài thứ. Chúng ta cũng được một vài thứ. Đầu tiên thì chúng ta có mấy cái đồ 3 dòng thì chúng ta nâng lên 4 dòng với đi ha. Ok, 10 điểm. Hợp lý. Ủa xong video rồi hả? Từ từ, hết video rồi hả? Từ từ, khoan cái gì vậy? Hôm nay hình như hơi lạ vậy, từ từ. Hôm nay mới thứ ba mà ta, từ từ, khoan. Hôm nay phải thứ 7 đâu mà tôi thích đi vào 3. Ok. Đúng rồi, ok, dòng cuối nó lệch, ok. Nhưng mà vậy nó vẫn mạnh hơn hẳn chứ so với cái hiện tại á. Thêm cái này. Ok rồi, cơ hội thứ 2. Nó có như cái hồi nãy không ta? Có như cái hồi nãy không? Ê, cũng ngon nha, từ từ thêm một lần nữa là ngon nha. Cô con Arlecchino này hơi nhiều nạp. Từ từ, so với cái lồng hiện tại nó vẫn ngon hơn. Nó vẫn ngon hơn. Hợp lý nha. Ê, so với cái hiện tại nó vẫn ngon hơn mọi người à. Cũng được ấy chứ nhỉ. Tỷ lệ bạo ngon hơn rồi này. Hợp lý nha. Ảo Macala. Rồi cái cuối cùng thì chúng ta có một cái thứ nó hơi nguyền rủa một xíu, nhưng mà thôi nó cũng được. Cầm offset nó cũng không, không phải cái này. Cầm offset thì nó cũng không tệ lắm đi ha. Ai sợ gì vậy? Nó cũng là đúng một vòng kìa. Là thêm vòng nữa ơi. Cung anh đây. Hợp lý. Đấy thì 2 đồ này hợp lý, nhưng mà không có đồ. 2 đồ đúng set nhưng mà không có đồ để nâng thì cũng vậy à. Ok. Để tăng sát thương nguyên tố hỏa này. Giữ xem được nha. Ok. Tăng trị liệu. Ê, Arlecchino có heal này. Nâng không? Ok. Lần này không có gì để nâng gì vậy. Không, có một ly hỏa. Cái thương bạo. Đưa sát thương bạo nè. Đó, xong rồi giờ nó all in tỷ lệ sát thương với lại tấn công nè. Đó, 10 điểm luôn nè. Đó, xong rồi Arlecchino chúng ta mình sẽ vô lịch sử là đó. Gì hả? Ủa? Sát thương. Đó, vẫn ngon. À? Ủa từ Hưng ơi. Ủa. Rồi đó. Cộng 1 đồ chứ. Cái này giữ được nè, hợp lý. Mặc dù chúng ta không cần giữ lắm à. Nữa hả? 2 cái hoa đó. Gì á? Ủa gì á? Gì đây? Ổng mắc cái ra thiệt. HB à, tiếc vậy. Phải 2 đồ nữa, nhưng mà không phải cái thương mình cần. Ok. À, đang cần cái tỷ lệ bạo này, chỉ cần một cái tỷ lệ bạo thôi là coi như cái build này gần như hoàn thành rồi ha. Hơi tiếc nãy giờ không có một cái nón tỷ lệ bạo nữa. À, lại sai đồ rồi. Bây giờ sai đồ tiếp rồi. Ok. Ok, lại 2 cái ly nè, bắt đầu không cần cái ly rồi ha. Cái này cũng giữ được à, nhưng mà chúng ta cũng không cần lắm ha. Nhưng mà có đồ nâng cấp thì nó vẫn là đồ nâng cấp thôi. Nhiều sát thương nguyên tố phong dễ sợ. À, không có gì. Không có gì. À, không ra rồi. Ồ, có một cái mũ này. Phòng ngự. Ok. Chịu. Đồ này. Ok. Một cái sát thương nguyên tố hỏa on set à. Để coi. Điện nó vô đồ mạnh, cái lúc đó thì chắc Hưng chửi thề luôn quá. Vậy. Né sạch nè, thôi, ok. Hợp lý. Chứ giờ nó mà vô hết thì chắc Hưng chửi thề thiệt. Tăng trị liệu tiếp. Cái set mình không cần để cho đồ đúng à, hay vậy. Hay. Ok, cái này giữ cũng được. Cái đường vật lý này. Ê, mình quên crap nhựa rồi. Ok. Tài xế rồi. Và nó vẫn ra sát thương bạo này, cay đấy giờ. Tại sai set. Đâu. Mũ sát thương bạo, dòng phụ tỷ lệ bạo, hiệu quả nạp, tấn công phần trăm, tinh thông nguyên tố. Ê, nó ngược rồi, nó bị ngược rồi, cái ngược rồi, cay vãi luôn. Sao Arlecchino của bạn mạnh? Arlecchino tôi không thể hụt tỷ lệ, đánh thường auto trúng. Mà cũng đúng, một con mà đánh thường nhiều thì nên nhiều tỷ lệ cũng hợp lý, nhưng mà hơn 100 thì chắc hơi kỳ rồi. Ok, rồi mọi người, giờ cho tôi xin một like, một subscribe nếu mà mọi người chưa subscribe, và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ cho bạn viewer này có được full set của Arlecchino nè đó. Và hãy nhớ là hãy ủng hộ Webuy Game ở dưới phần mô tả của video nhé. Rồi 3, 2, 1 đó, có bạn subscribe luôn này là hợp lý. Vô French. Được không? Có subscribe rồi. Được không? Mọi người sao rồi? 21% mà. Gắt à. Cười à. Tất cả tại Hưng à. Hay 10 điểm. Cũng thật ra là Rovalu nó mạnh nha, Rovalu mạnh điên á. Xài tạm đi. Rồi. Arlecchino 99 tỷ lệ bạo. Bạn đấy cũng ghê. Đấy, cái này giữ được nè. Ok. Lát nữa nâng coi nó ra cái gì ha. Ok, cái này giữ được. Long và hoa, cái ly rồi, có gì nè. Ok, thì lần này chúng ta chỉ có một vài thứ rồi, vài thứ nhẹ nhẹ, tiếp tục long với hoa. Ok, cũng mạnh, ấy chà. Ê, á chà, cái gì đây? Ê, sao nó loron ta? Tiếc kìa, nó bị loron kìa, hơi tiếc. So với cái hiện tại nó mạnh hơn nha. Ok rồi, cộng 1 đồ, thay được đồ luôn, hợp lý, 10 điểm. Ngon. Ok, hợp lý luôn, tăng sát thương bạo lên này, giảm hiệu quả nạp xuống này. Nhưng mà bị min, hơi tiếc. Đấy, cũng hợp lý. Sát thương bạo này, sát thương bạo, tỷ lệ bạo, dòng phụ, tấn công, hiệu quả nạp, tinh thông nguyên tố. Ở trả HP, ok. Sao sát thương bạo cái này hoài vậy, tôi không cần. Cay đấy à. Ok, cái này thì được này. Cái này giữ cũng được, nhưng mà cũng không cần thiết nữa ha. Có 3 đồ này. Sát thương nguyên tố lôi này. Khóa nhưng không nâng, để cho bạn ấy mai mốt có ý định roll gì thì có thể dùng luôn ha. Ok, sát thương bạo, tỷ lệ bạo. Đây rồi. Đây rồi, hợp lý nè. Lát đơn. Cảnh sát thường tốt phòng. Ok, chúng ta có đồ. Nên mấy cái ba dòng đó. Để coi. Nào, sát thương bạo luôn không? Thiệt á? Ủa, hôm nay đọc lệnh não vậy? Rồi giờ mày full sát thương bạo à? Đó là một lần, nó thật ra là hai lần, nhưng mà so với cái hiện tại sao ta? So với cái hiện tại Arlecchino đang cầm 13, 12 thì dòng phụ có tốt hơn. Ok, nhưng mà thôi giữ đó đi. Chắc không nâng. Cái này là không rồi nhá. Cái này nó mà vô một lần sát thương bạo nữa thì ngon ha. Ok, cái này cũng được. Ok, cái này giữ đấy, chúng ta nâng đồ sau, cái này chúng ta cân đồ sau ha. Bây giờ tới cái này, thứ 9 của chúng ta này, tỷ lệ bạo. Tấn công cũng được, dễ vô hết. Tấn công với lại tinh thông là chúng ta có thể xài được ha. Tấn công và tinh thông. Ok, đây hạo của mọi người đây rồi. Rồi dùng cái này. Đây là hạo của mọi người đây. Hôm nay hương ám này, cái này hương ám rồi. Hả? Cũng đồ dành cho Furina rất mạnh. Hạ tăng cơ. Tại sao? Why? Wow. Tao cái này giữ được luôn nè. Cày thế nhờ. Tôi đang cần cho Arlecchino mà. Xét Arlecchino đâu, tại sao lại xét tay? Tại cày gì đó. Không mấy làm Arlecchino siêu đốt được á. Tấn công mấy cái tấn công thử. Tụi nạp à? Không nhá. Hai dòng phòng ngự này. Liệu tôi có trở lại làm vua phòng ngự chưa, hay là tôi vẫn đang đọc lệnh. Để là bảo. Hạo đã trở lại, hạo tăng cơ đã trở lại và cũng khỏe, cũng mạnh. Đi lại bảo. Ok, hạ tăng cơ đã trở lại ha. Ok. Nhưng mà nó có một cái phòng ngự nè. À, vẫn phòng ngự. Ok, chúng ta có một cái hoa ảo Macara này. Thử. Nào, liệu nó có phải là vua phòng ngự hay không? Bây giờ chúng ta cùng biết nè. Nó lệch một dòng HP. Đấy, nhưng mà vẫn đang được. Lệch lần nữa không? Ok, đó Thanos. Ok, Thanos. Ok. Chịu. Ok nhá. Vãi lèo thì mấy cái nhựa cuối nó cho đồ của set kia. Arlecchino thiêu đốt. Ok, và chúng ta kết thúc video với một cái nón tỷ lệ sát thương nó hơi ảo ma Canada. Cũng hợp lý, cũng vui, cũng vui, cũng vui. Thử nào. Cái cuối cho nó cái gì đó bùng nổ đi ha mọi người. All in luôn đi. Chúng ta là sống là phải gamble. Chúng ta phải là aventurin. Đó. Vô luôn. 3, 2, 1. Ok. Nó thành nốt. Nó thành nốt kìa. Ok, rồi. Cũng không tới nổi tệ ha. Chúng ta giữ được ha. Rồi. Ok, và đó là kết thúc của video. Arlecchino nó nâng cấp được lên là 1.800 tấn công này, 99, 135 cũng ngon. Cũng ngon. Và yeah, ly cái là ngon đấy. Ok, nhưng mà bị cái là giờ chúng ta vẫn đang chưa có tinh thông. Và tinh thông thì tương lai thì bạn viewer có thể cải thiện sau nếu mà kiếm được một cái nón sát thương bạo ngon hơn. Rồi đồ thì là cái này cũng khá là ngon nè, có thể đổi thành cái này cũng được. Rồi cái này nó cũng ngon luôn. Cái này thì chúng ta chưa thay được ha. Tạm thời là trong video này chúng ta chưa thay được. Ok. Rồi cái này thì tôi không ngờ nó ngon được tới mức đó trong cái video này ha. Và cái nón thì là chúng ta đang xài tạm cái nón này. Rồi value nó khá là ổn ha. Và yeah, con Arlecchino này có thể được coi là nâng cấp hoàn toàn luôn á, nâng cấp hoàn toàn sau cái video này ha. Cái cảm ơn bạn viewer đã gửi ạc cho chúng ta để farm cho con Arlecchino này, và cũng như là cảm ơn mọi người vì đã coi video. Nếu mà mọi người thích video thì mọi người hãy cho mình một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ thêm bọn mình làm những content như thế này ha. Và hãy ủng hộ Webuy Game ở dưới phần mô tả của video nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.